thêm nhiều vật tư, thiết bị y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Hôm nay, ngày 22 tháng 8, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trang thiết bị y tế tiếp tục được các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ nhằm góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay, đại diện công ty cổ phần công nghệ cao ASTK Việt Nam, công ty ASTK Việt Nam đã trao tặng cho quỹ phòng chống Covid-19 thành phố 1,5 triệu khẩu trang y tế. 150.000 khẩu trang N95 và 30.000 bộ bảo hộ y tế. Sáng cùng ngày, Quỹ đạo Phật ngày nay thuộc Chùa Giác Ngộ đã trao tặng 5.000 khẩu trang N95, 200 chai nước rửa tay, 200 đôi găng tay, 200 bộ đồ bảo hộ y tế và 3.300 nón chống giọt bắn cho Bệnh viện Nhân dân Gia đình thành phố Hồ Chí Minh trước đó. Bệnh viện Gia đình cũng tiếp nhận 5.000 khẩu trang N95 do công ty cổ phần Pacific Food trao tặng để hỗ trợ các y bác sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch. Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay, quỹ phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã tiếp nhận ủng hộ với tổng trị giá hơn 3.190 tỷ đồng, hiện đã tổ chức phân phối tiền và hàng trị giá 3.042 tỷ đồng. Trong đó, riêng trang thiết bị, vật dụng y tế trị giá hơn 2.055 tỷ đồng do các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ với nhiều loại máy móc, trang thiết bị y tế như hệ thống máy xét nghiệm PCR, máy cung cấp oxy, tủ đông quản mẫu chuyên dụng, bộ kit xét nghiệm PCR, bộ test nhanh COVID-19, xe cấp cứu chuyên dụng. Toàn bộ số vật tư y tế trên đã được chuyển đến các bệnh viện giả chiến, cơ sở y tế chuyên tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!